Kính chào các bạn ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc chỉnh lại dữ liệu Vũ Hán có số ca tử vong tăng gấp đôi. Thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, nơi bệnh dịch do viêm phổi Vũ Hán được báo cáo đầu tiên, đã chỉnh số ca tử vong để tăng thêm 1.290 người. Như vậy, số ca tử vong ở Vũ Hán đã tăng lên từ 2.579 ca công bố trước đó lên tới 3.869 ca, nhiều hơn 1.290 trường hợp so với số liệu trước đó đã công bố. Số người mắc bệnh cũng tăng thêm 325 trường hợp, từ 50.008 lên 50.333. Và vào ngày 17 tháng 4 năm 2020, giới chức thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã công bố những thay đổi số liệu liên quan đến dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh khách hàng chờ chuyến tàu tại ga đường sắt Hán Khẩu, một trong ba nhà ga chính ở thành phố Vũ Hán vào ngày 8 tháng 4, ngày lệnh phong tỏa thành phố được chính thức dỡ bỏ. Chính quyền của Vũ Hán nói số liệu gia tăng chủ yếu vì nhiều người đã chết ở nhà trong giai đoạn đầu của dịch bệnh. Trích đoạn thông báo cho biết, trong giai đoạn đầu của dịch bệnh, các bệnh viện không đủ khả năng tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân. Một số lượng nhỏ bệnh viện không kết nối với hệ thống thông tin, ngăn ngừa và kiểm soát. Nhiều bệnh viện đã bị quá tải. Các yếu tố này góp phần dẫn tới việc báo cáo muộn, không báo cáo hoặc báo cáo sai. Giới chức của Trung Quốc đã nói như vậy. Xi Chen, một giảng viên ở Đại học Yale, Hoa Kỳ, nói ông không ngạc nhiên khi sự điều chỉnh thông số ở Vũ Hán được đưa ra. Ông đưa ra thông tin, Vũ Hán là tâm dịch đầu tiên và so với các tâm dịch sau này, người dân Vũ Hán nói hồi tháng riêng biết ít hơn về loại virus chủng mới. Hệ thống chăm sóc sức khỏe địa phương không được chuẩn bị cho hệ thống một dịch bệnh lớn như vậy để thực hiện qua phản ứng muộn một số lượng lớn bệnh nhân, nhân viên y tế đã bị nhiễm, thiếu đồ xét nghiệm chẳng hạn. Ông nói, sau khi điều chỉnh tỷ lệ tử vong ở thành phố này đang là 7,68%, cao hơn 2,53% so với số liệu đã công bố trước đó là có 5,15% mà thôi. Ông Chen nói tỷ lệ tử vong mới gần hơn với New York. Hiện tỷ lệ tử vong trên số ca nhiễm tại New York đang được ghi nhận là 7,1% so với 16.106 ca tử vong trong tổng số 226.198 ca mắc bệnh. New York và Vũ Hán có nhiều điểm chung như phụ thuộc vào giao thông công cộng, mật độ dân số cao, phản ứng y tế công cộng thì muộn. Ông cũng nói như vậy. Vòng vây nghi kỵ về đại dịch ngày càng siết chặt chung quanh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì những thông tin của Trung Quốc đưa ra không nhất quán và luôn luôn thay đổi. Đây là hình ảnh Tổng thống Macron của Pháp đã công khai nghi ngờ Trung Quốc khi trả lời cuộc phỏng vấn vào hôm 16 tháng 4 dành cho Financial Times. Ông nói, có những vùng bóng tối trong việc xử lý đại dịch. Đừng ngây thơ nghĩ Trung Quốc giỏi nhất trong việc quản lý dịch bệnh. Chắc chắn là đã có nhiều chuyện mà chúng ta không hề biết. Sau Hoa Kỳ, nhiều nước trên thế giới, từ Anh Quốc cho đến Liên Hợp Quốc và Liên Hợp Châu Âu, đã công khai hoài nghi về những con số thống kê của Bắc Kinh, trong khi người ta có bằng chứng là Trung Quốc đã cố tình giấu nhẹm trong vòng 6 ngày, trong giai đoạn khẩn trương nhất khiến virus lây ra toàn thế giới, và đây là thời điểm có thể ngăn chặn được, nhưng Trung Quốc đã không làm và giấu đi. Mặt khác, Hoa Kỳ chính thức điều tra về nghi vấn virus đã sổng chuồng từ một phòng thí nghiệm tại Vũ Hán. Đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tố cáo Bắc Kinh che giấu mức độ nghiêm trọng từ những ngày đầu, khiến cúm Vũ Hán đã trở thành một đại dịch cho cả thế giới, với số lượng người chết ngày càng gia tăng. Boris Johnson, Thủ tướng của Anh đã nói, Trung Hoa phải trả lời những câu hỏi hóc búa về nguồn gốc của virus và lý do tại sao không ngăn chặn từ khi khởi dịch. Thủ tướng Anh không ngần ngại tố cáo Trung Quốc mờ ám, mặc dù sau Brexit, một trong những mục tiêu của Anh là thắt chặt giao thương với Trung Quốc để thay thế thị trường châu Âu. Emmanuel Macron, Tổng thống Pháp vốn dè dặt, cũng vừa công khai lên tiếng và nói trong một cuộc phỏng vấn dành cho Financial Times về những nghi ngờ của ông trong việc Trung Quốc giấu giếm dữ liệu với người dân trên thế giới và dẫn đến những hậu quả tai hại cho đến ngày nay với hơn 2 triệu người nhiễm bệnh và số lượng người tử vong hơn 200.000 người. Điều đó mỗi ngày, mỗi giờ đều tăng lên. Và cũng đây là lần đầu tiên người ta thấy trong ngôn ngữ ngoại giao, nhất là đối với một cường quốc, những lời đả kích gay gắt không úp mở như vậy được phát ngôn từ những người đứng đầu của nhà nước Pháp, Anh, Mỹ và nhiều nước khác. Các đảng viên, nhất là những người đã được
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa lên một mặt nhiệt thành hay miễn cưỡng, nay khám phá ra ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không còn được thế giới kính nể nữa. Vào hồi đầu tháng 4, những hình ảnh cũng như những video ngắn mô tả hàng ngàn chiếc hũ đựng tro cốt bên ngoài các nhà tang lễ ở tỉnh Hồ Bắc lại càng khiến công chúng nghi ngờ báo cáo của nhà cầm quyền tại Bắc Kinh là xảo trá và không đúng với sự thật. Đây là hình ảnh xe tải chở bình đựng tro cốt đến nhà tang lễ ở Vũ Hán khẩu hôm 26 tháng 3. Tài xế nói với tờ báo Kansi rằng trong 2 ngày 25 và 26 tháng 3, mỗi ngày xe chở đến đây 2.500 bình tro cốt. Vào thời điểm Vũ Hán nới lỏng các biện pháp phong tỏa vào một tuần lễ trước lễ Thanh Minh, điều tra của tờ báo Kinh tế Tài Tân của Trung Quốc cho thấy chỉ trong 2 ngày 25 và 26 tháng 3 năm 2020, một lò hỏa thiêu ở Vũ Hán đã nhận tới 500.000 lũ hũ để đựng tro cốt. Con số này cao hơn với báo cáo chính thức là 2.535 người chết vì dịch bệnh tại Vũ Hán. Đó là chưa kể cả thành phố Vũ Hán có tổng cộng tới 7 nhà thiêu như vậy, và vẫn theo điều tra của tờ báo Tài Tân, nếu mỗi đơn vị đều nhận được số cho cốt như vậy thì có thể có tới 35.000 người đã chết trong 2 tháng qua. Tác giả bài điều tra của tờ báo Trung Quốc này lưu ý thêm, trong giai đoạn cao điểm của mùa dịch vừa qua đã có thêm khoảng một chục lò thiêu dã chiến đã được dựng lên chung quanh thành phố Vũ Hán. Nhưng nhà báo Tài Tân không thể kiểm chứng số liệu về hũ tro. Tờ báo đã đặt câu hỏi, vì sao sự chênh lệch quá lớn giữa thống kê chính thức giữa thành phố và thực tế trước các nhà thiêu ở Vũ Hán? Đây là câu hỏi rất lớn được đặt ra và cho đến nay vẫn chưa tìm được câu trả lời, và nhà cầm quyền Trung Quốc thì liên tục thay đổi những con số. Và nhà báo Phạm Cao Phong ở Paris thì cho biết như sau, vào ngày 30 tháng 3, chương trình thời sự của các kênh truyền hình nhà nước Pháp France 2 hoặc France Info đều đồng loạt tố cáo hành vi của Trung Quốc giấu nhẹm có chủ ý về số ca tử vong giai đoạn dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tại quốc gia này. Phóng viên Pháp Michael thường trú tại Vũ Hán đã cho thấy hình ảnh người nhà những gia đình xấu số xếp hàng chầu trực nhiều giờ để nhận lọ tro cốt người thân tại các nhà hỏa thiêu. Trong một bức ảnh chụp dãy hộp khổng lồ xếp như những công sự của quân đội để chuẩn bị chứa những tro cốt của người chết, người xem dễ dàng nhẩm tính có tới 1.800 bình tro để ở đây. Đấy mới là điều tiền sảnh của một trong 7 lò hỏa thiêu ở Vũ Hán. Phóng viên người Pháp nói thẳng tuột luôn, Trung Quốc đã giảm thiểu cho tới 20 phần lần con số thực. Như vậy, số thực mà chết thì phải tăng gấp 20 lần nữa. Một bài báo điều tra đặc biệt của hãng tin AP cũng cho biết thêm, trong 6 ngày từ 14 đến 20 tháng 1 năm 2020, các lãnh đạo chóp bu của Trung Quốc đã bí mật giấu nhẹm thông tin về sự bùng phát của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán chủng mới để tránh gây lo sợ và hoảng loạn trong dân chúng. Từ đó, bỏ lỡ cơ hội khống chế virus đã khiến dịch bệnh lan tràn khắp thế giới và gây hậu quả thảm khốc cho đến hiện nay, với con số thống kê chưa dừng về số người chết và số người nhiễm bệnh. Đây là hình ảnh 40.000 hộ gia đình đã cùng tham gia bữa tiệc khổng lồ vào hôm 18 tháng 1 năm 2020, khi dịch viêm phổi Vũ Hán đang bùng phát, và người dân nói với tờ báo Kansi Global hôm 4 tháng 2 rằng họ không thấy có bất cứ khuyến cáo nào từ chính quyền về việc phòng dịch khi đến đây để ăn. Trong 6 ngày, thành phố này tổ chức những bữa tiệc rất lớn ở Vũ Hán, cộng đồng khổng lồ có hàng chục ngàn thực khách tham gia, hàng triệu người dân Vũ Hán sau đó đã tỏa đi khắp các địa phương ở Trung Quốc và nhiều nước khác để đón những ngày nghỉ Tết âm lịch, mang theo con virus chết chóc, làm lây lan ra cộng đồng mà có khi họ cũng không biết được. Phải đến ngày 20 tháng 1, tức ngày thứ 7 kể từ khi được báo cáo chi tiết về sự bùng phát của dịch bệnh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới thông báo cho dân chúng, lúc nước này đã ghi nhận hơn 3.000 người nhiễm bệnh. Hãng tin AP đã phân tích các tài liệu nội bộ của Trung Quốc và cho biết thời gian 6 ngày trì hoãn được AP tính từ ngày 16 tháng 1 là ngày mà Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc mở hội nghị trực tuyến với các quan chức y tế các tỉnh, thành cảnh báo về tình hình dịch bệnh do cúm Vũ Hán gây ra. Nhưng theo một bài báo trên bán Nguyệt San Cầu Thị, tờ báo lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc số ra vào ngày thứ 7, 15 tháng 2 năm 2020, thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được báo cáo và đã có chỉ thị sơ bộ về việc phòng chống dịch bệnh này từ ngày 7 tháng 1 năm 2020 rồi. Và nếu thông tin của tờ báo Cầu Thị là chính xác và xác thực thời gian im lặng của ông Tập và bộ máy lãnh đạo chóp bu Trung Quốc kéo dài tới 2 tuần lễ chứ không phải 6 ngày như hãng tin AP nói. Nhưng ở đây
tạm chấp nhận khung thời gian 6 ngày của AP để xem xét các diễn biến tiếp theo ra sao. Và ông Trương Tắc Phong, nhà dịch tễ của Đại học California Los Angeles đã nói như sau: thật là khủng khiếp, nếu họ hành động sớm hơn 6 ngày, sẽ có ít bệnh nhân hơn rất nhiều và các cơ sở y tế sẽ không bị quá tải. Chúng ta sẽ tránh được sự sụp đổ về hệ thống y tế tại Vũ Hán. Cũng mới đây, có người thổi còi đã tiết lộ văn kiện của Bộ Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc và tiến hành phân tích chuyên sâu. Trong số các tài liệu chính thức mà trang tin tức mới của Đài Loan tiếp cận được, có một văn kiện quan trọng là văn kiện số 3 do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ban hành vào ngày 3 tháng 1 năm 2020. Đây là hình ảnh Ủy ban Y tế Hắc Long Giang của Trung Quốc đã công bố nội dung chính của tài liệu số 3 vào ngày 22 tháng 2 năm 2020. Đây là ảnh chụp màn hình của trang web chính thức của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Hắc Long Giang. Văn kiện số 3 quy định rằng, theo yêu cầu của cơ sở hành chính y tế từ cấp tỉnh trở lên, khi chưa được phê chuẩn thì không được phép cung cấp kết quả xét nghiệm, không được lan truyền kết quả kiểm nghiệm. Tuy nhiên, trong cùng khoảng thời gian, truyền thông của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc lại kịch liệt đả kích sự kiện bác sĩ Lý Văn Lượng và 8 người khác đã đăng cái mà họ gọi là tin đồn, chính là sự hiện thực hiện theo yêu cầu trong văn kiện số 3 này. Ngoài ra, hai tài liệu lưu hành nội bộ của các cán bộ chính quyền cấp cao tiết lộ rằng một số công ty kỹ thuật di truyền đã phát hiện ra virus corona giống như SARS vào cuối tháng 12 năm 2019 và đã báo cáo cho Ủy ban Y tế Quốc gia Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc, nhưng chính quyền Trung Quốc đã giấu kín thông tin và không công bố. Và Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã cử nhân viên đến Vũ Hán để điều tra và nghiên cứu vào ngày 7 tháng 1 năm 2020. Họ không tìm thấy bất cứ sự lây truyền từ người sang người và cũng không phát hiện ra được trước ngày 10 tháng 1 đã có ca nhiễm bệnh trong bệnh viện. Thông báo cho biết, điều này rõ ràng không phù hợp với thực tế là có một lượng lớn ca nghi ngờ nhiễm bệnh và hiện tượng truyền nhiễm từ người sang người ở bệnh viện Vũ Hán vào thời điểm đó. Ít nhất là trước ngày 6 tháng 1, chụp CT phổi của bác sĩ nội khoa hô hấp tại bệnh viện Tân Hoa Vũ Hán đã thấy dấu hiệu của tổn thương hình kính mờ. Ngày 11 tháng 1 xuất hiện ca nhiễm thứ hai. Đến ngày 29 tháng 1, bệnh viện này thông báo có hơn 30 nhân viên y tế đã bị lây nhiễm. Và tất cả các trường hợp này đều không có lịch sử tiếp xúc với chợ hải sản ở Hoa Nam. Đây rõ ràng là bằng chứng lây truyền từ người sang người, nhưng Ủy ban Y tế Trung Quốc đã trì hoãn xác nhận kết quả báo cáo đến tận 20 ngày sau. Trước đó, họ vẫn cho là có thể phòng ngừa và kiểm soát được, không lây truyền từ người sang người. Hoặc là một người đã cung cấp thêm tài liệu cho tin tức mới nói rằng mặc dù bản thân có thể gặp nguy hiểm nhưng hy vọng sẽ khuyến khích nhiều người khác trong lên tiếng và vạch trần những sai trái như vậy của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Ngoài ra, Mỹ cũng yêu cầu Trung Quốc cho chuyên gia vào phòng thí nghiệm của Vũ Hán để điều tra nguyên nhân và nguồn gốc loại bệnh dịch nguy hiểm này. Đây là hình ảnh Viện Vi trùng học Vũ Hán nằm ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, nơi lưu giữ khoảng 1.500 chủng virus chết người, chuyên nghiên cứu những mầm bệnh nguy hiểm nhất, đặc biệt là virus corona có nguồn gốc từ rơi. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho hay chính quyền của Tổng thống Donald Trump vẫn đang cố gắng thuyết phục Trung Quốc cho phép các chuyên gia vào Viện Virus học Vũ Hán bị nghi là nơi bắt nguồn của virus SARS-CoV-19 gây bệnh tại Vũ Hán. Và chúng ta vẫn đang yêu cầu Trung Quốc cho phép các chuyên gia vào phòng thí nghiệm để có thể chúng ta xác định một cách chính xác virus COVID này bắt đầu từ đâu. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã phát biểu trên kênh First Business Network vào ngày 17 tháng 4 năm 2020. Và ông Pompeo còn nhấn mạnh, đây không phải là vấn đề chính trị, đây là vấn đề thuộc khoa học và dịch tễ học. Chúng ta cần hiểu rõ ràng điều gì đã xảy ra để chúng ta có thể giảm nguy cơ từ virus cúm Vũ Hán đối với người Mỹ trong nhiều ngày, tuần và tháng phía trước, đồng thời đưa nền kinh tế thế giới trở lại bình thường. Ngoại trưởng Pompeo đưa ra tuyên bố trên khi được hỏi về thông tin cho rằng một số nhà ngoại giao Mỹ ở Trung Quốc cách đây khoảng 2 năm đã cảnh báo về vấn đề an toàn tại Viện Virus học Vũ Hán ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, nơi nghiên cứu virus corona từ rơi. Và thông tin cũng cho biết đó là dạng dự án chúng ta tham gia nhằm cố gắng hỗ trợ, đảm bảo biết cái kỹ thuật có sẵn trong những phòng thí nghiệm đó. Và rõ ràng chúng ta cần điều tra xem liệu họ có khả năng xử lý những loại virus đang được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đó hay không. Chúng ta không thể biết câu trả lời. Trung Quốc cần cởi mở và cho chúng ta biết những câu trả lời đó. Phát biểu tại cuộc họp báo về
virus viêm phổi Vũ Hán ở Nhà Trắng vào ngày 15 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính phủ Mỹ cũng đang điều tra xem có phải virus cúm Vũ Hán xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán hay không, theo bản tin của báo trang mạng truyền thông Reuters quốc tế đưa đăng tải như vậy. Sau cuộc họp báo của Tổng thống Donald Trump, Ngoại trưởng Pompeo đã phát biểu rằng chúng tôi biết virus này có nguồn gốc ở Vũ Hán, Trung Quốc, và Trung tâm nghiên cứu của Vũ Hán nằm gần chợ thực phẩm được cho là nơi đầu tiên phát hiện virus. Tại Trung Quốc cũng như ở Việt Nam, khi cả hai nước này đều nằm dưới sự cai trị độc tài độc đảng của Đảng Cộng sản, thì mọi thông tin đều bị nhà cầm quyền định hướng bưng bít thông qua ban tuyên giáo cùng bộ máy đàn áp an ninh dày đặc. Điều đó cũng dẫn đến người dân sẽ luôn phải nhận hậu quả nặng nề, tổn thất nhân mạng vì sự che giấu này và sẽ còn tiếp diễn. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã cho quốc tế biết điều tệ hại này đang diễn ra ở những nhà nước theo chủ nghĩa cộng sản. Và nếu không thay đổi, thì trong tương lai sẽ còn có nhiều loại virus nguy hiểm gấp nhiều lần tiếp tục xuất hiện bất ngờ, gây ra nhiều cái chết hơn nữa cho nhân loại. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 4 năm 2020 với bản tin Trung Quốc chỉnh lại dữ liệu Vũ Hán có số ca tử vong tăng gần gấp đôi. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de